Ngày 19 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can, gồm Phạm Trung Kiên, sinh năm 1984, Phó trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Điện Biên Phủ, Trần Xuân Mạnh, sinh năm 1984, và Bùi Mạnh Cường, sinh năm 1990, thuộc Phòng Tài chính Kế hoạch và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Điện Biên Phủ, về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, quy định tại khoản 3 điều 230 Bộ luật hình sự. Theo quyết định khởi tố, Phạm Trung Kiên và Trần Xuân Mạnh được giao nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường đợt 31, Bùi Mạnh Cường được giao nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường đợt 66 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cảng hàng không tỉnh Điện Biên. Quá trình thực hiện, mặc dù nắm vững các quy định về lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, nhưng các bị can vẫn thẩm định và trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường không đảm bảo về quy trình lập phương án, thiếu tài liệu chứng minh đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai. Hai bị can Phạm Trung Kiên, Trần Xuân Mạnh đã gây thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng. Bị can Bùi Mạnh Cường gây thiệt hại gần 6,2 tỷ đồng của nhà nước. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ những sai phạm để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.